Đang đến với chương trình Siêu Bất Ngờ. Chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón một cái dàn, thưa quý vị, khủng khiếp, kinh khủng lắm. Em hơi e sợ là chương trình hôm nay có quay xong hay không. Tại sao? Tại mấy nhân vật ở trong hôm nay thì em thấy nói khá là nhiều. Không có đâu, trưởng thành hết rồi. À vậy hả? Nó bây giờ đã nói một phần cách khác hết rồi. À vậy luôn hả? Em đừng nói vậy, lát nữa ra đứng đây không ai nói gì kỳ lắm. À ok. Kính thưa quý vị, nhóm đầu tiên đó là Khả Như và Phúc Ba. Xin mời. Dạ em chào anh Giang. Chào Harry xinh đẹp. Dạ em chào anh Giang, em chào chị Harry, em chào khán giả. Ủa, Phúc Ca không mặc đồ công chúa nè. Hôm nay tại chơi chương trình hơi kiểu mà có dơ á. Có dơ á. Nói gì chương trình có dơ là sao em? Ý là em nói bột sẽ đổ vô người mình dơ. Mặc mấy cái đầm công chúa đi mượn của người ta. Rất dơ, mất tiền. Không có tiền đền. Còn em ấy là gọi là có tính toán. Đúng rồi. Bột mà hết vô trong người em một cái là em đủ đem về làm bánh luôn. Ghê vậy. Mặc lên đây mới biết là mình ngu. Rồi có túi trước túi sau rồi nữa chứ. Nhưng không sao. Ngày hôm nay các em sẽ chơi với những người mà họ sẽ nhường các em hết. Wow. Ba nam thần sắp xuất hiện. Trời ơi, bữa nay em được chơi với nam thần hả? Ghiên Tấn Kiệt là nam thần. Wow. Rồi nam thần tiếp theo, nam thần tiếp theo. Nam thần tiếp theo là vừa vừa là Quốc Khánh. Wow. Còn đứa cuối là em tôi tâm thần. Nam thần nữa, Hữu Tính. Xin mời. Xin mời. Em làm gì hả Tính? Em thể hiện đó, cái nét đẹp của em á, em show ra cho mọi người thấy. Rồi sao show mà em vẫn chưa thấy vậy? Em không có nhìn ra được cái nét đẹp mà cái dạng nó tiềm ẩn hả? Nó tâm hồn á em phải không? À, ta thì chưa tâm hồn đẹp phải không? À? Đúng rồi. Khánh hôm nay mặc đồ chất quá ha. Dạ. Hey rapper, hey man. Hey man. Hey man, yeah, yeah. Ngày xưa nếu như mà Khánh mà không làm diễn viên hài như bây giờ là không chừng là bây giờ là rapper rồi đó. Dữ vậy trời. Bởi cuộc đời có nhiều ngã rẽ lắm. Ngày xưa Buka có nghĩ là mình làm diễn viên hài không? Ngày xưa mình định làm cô giáo ạ. Sau này cô giáo thanh nhạc nha. Cô giáo môn gì môn gì? Cô giáo môn văn sử rồi á anh. Bây giờ mình đi được vào đó giống như là cô giáo bước vào lớp rồi dạy văn sử địa. Tôi với Harry cũng như là bên ban giám hiệu nhà trường. Đúng rồi. Dữ dào, dữ dào. Đây đây. Đúng rồi, học sinh. Đây đây. Nè là lớp trưởng. Nè, không phải học sinh thường, bố học sinh cá biệt. Cá biệt nha cô giáo. Vô là phần quậy. Cá biệt hả? Tung tung tung. Quậy đi mấy đứa. Quậy đi mấy đứa. La 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 la. Ôi, em. Chúng em kính chào cô ạ. Hôm nay là lớp chúng ta có giáo viên dự giờ. Cho nên là các em nên nghiêm túc nha. Dạ. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ học bài tập làm văn. Ngày hôm nay các em sẽ có một đề bài đó là tả cô giáo em. Dạ em. Mời em. Em đề cử bạn Duyên. Dạ em xin được bắt đầu bài văn của mình. Nhà em. Ô nhà em có nuôi cô giáo. Vậy nè, em chứ là ở nhà của cô giáo. Em có một cô giáo xinh. Cô giáo xinh là cô giáo đó tên xinh hay là dạy môn xinh? Cô giáo đó là giáo xinh thực tập á. Lớp này không diễn hài hả cô? Hằng ngày cô giáo em đi dạy, đến lớp rất là đúng giờ. Học sinh chào cô mỗi ngày và buổi sáng. Tới lúc mà hết ca đó cô hay đứng lên. Hết ca? Làm công nhân cái gì đó là công nhân đâu, cô là cô giáo. Hết giờ dạy, hết giờ dạy. Cô hay đứng lên và cô chào cả lớp xong cô bước đi về. Thế là hết bài văn. Thầy cô giám thị đứng đây đi, tôi lên gặp hiệu trưởng thôi việc. Đây, cảm ơn cô giáo, mời cô giáo về. Đó, đó là lý do vì sao bây giờ thành diễn viên hài mà không thành cô giáo. Chúng ta nên theo đuổi những cái ước mơ nào mà nó gần gũi với mình. Như nè, ngày xưa là em có nghĩ là em làm diễn viên hài không? Dạ không. Chứ em nghĩ em làm gì? Em bán thuốc tây.
rồi chị để thuốc người ta uống người ta bệnh hơn rồi sao? Em là có đi học dược luôn á, tốt nghiệp rồi luôn, xong rồi cái em cảm thấy đó không phù hợp với em. Sau đó em nghĩ là em sẽ làm kế toán, thì em đã học kế toán xong, em tốt nghiệp xong em vẫn cảm thấy không phù hợp với em. Sau em đi làm nhân viên văn phòng ở ủy ban, tiếp nhận hồ sơ xong em cảm thấy công việc đó không phù hợp với em. Ủa, cuối cùng trôi ạ, hôm nay làm diễn viên hiền. Phù hợp chưa? Bây giờ cảm thấy không gì phù hợp hơn cái nghề này nữa. Tại vì sao mới đúng bản thân mình. Đó, đúng bản thân mình rồi. Khánh, ngày xưa có nghĩ là hiện tại là làm diễn viên như bây giờ không? Hồi đi học em rất là thích giống mấy chú bảo vệ trong trường. Tại vì đó em đi học em cảm thấy là cái nghề gì mà sướng dữ vậy ta? Cái nghề gì mà chỉ có ngồi đó, không phải vô tiết, không phải đi học, ngồi một chỗ và nhìn thôi. Mà hoài nữa, rồi hoài lắm. Rồi lương tháng lấy đều, em thấy chỗ công việc gì mà nhàn hạ. Mà lan, tại tôi, ê, làm gì đó? Em ngày xưa em còn dưới ước mơ em được bảo vệ tất cả mọi người. Thiệt, đó là cái tuổi thơ trong sáng đó. Bây giờ qua Jin Tuấn Kiệt. Hồi xưa là em thích máy tính lắm nên em tính làm IT. Lập trình rồi hack đồ này kia các kiểu vậy á. Ý trời, bữa hổm con Bu bị hack Facebook là em á hả? Nghi à? À, chị biết rồi. Tính Kỳ. Kỳ cái gì? Hồi xưa em thích làm BT. BT. Rồi cái cú sốc nào làm cho anh quỷ hoại thân thể anh như vậy? Có nghĩa là cái lứa tuổi mà mình mới lớn thì mình cũng ngang chúng bạn thôi. Mình nghĩ lớn là mình bắt đầu mình tập rồi đó. Mình cứ nghĩ là mình tập nhiều để mình có cơ thể săn chắc rồi mình mới huấn luyện lại cho người khác được. Tập sai á, cái nó teo nó rút lại. Mà sao tập kiểu gì mà cơ bụng nó phình ra? Cơ bụng nó phình ra. Trời quá trời đi nè. Mọi người có thắc mắc là trước anh khen anh. Anh ước mơ gì? Anh ước gì? Đúng rồi. Ra hồi xưa là không có ước mơ luôn. Anh học 12 năm ghế nhà trường là không biết ăn sáng là gì. Và trưa không có ăn và tối không có ăn luôn. Toàn là xung quanh xóm ai chở gì ăn đó. Nói muốn khóc luôn á. Không có một cái niềm tin, cũng chả nghĩ là mà sau này làm gì vậy chứ không. Cứ chỉ nghĩ đúng một điều là học sư phạm là không tốn tiền. Xong anh thi lên sư phạm mà đại học là mình thua rồi đó. Mình nghĩ trước học mình sao đâu. Anh thi cao đẳng liền. Đậu luôn. Rất là bịch. Ai cha. Xui à. Thật là bi kịch. Rồi sao? Sau đó các em anh quyết định bước chân vô thành phố Hồ Chí Minh bán nước suối, cái bình mà bự, cái bình mà vừa tới nhà người ta cọc 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 gì đó cưng. Dạ em bên tí tỷ. Phanh. Phanh. Biết rồi. Rồi xong đi phát tờ rơi, rồi xong phục vụ quán nhậu, rồi có một đợt anh phục vụ quán vũ trường. Cái đi ngang đang bưng mấy cái ly rượu mà hồi xưa với quen với lịch bưng kỹ lắm, nhỏ kia uống một cái phản cái ly lúc đó 40k. Đứng nhìn cái ly không biết nói sao, cô đâu có nhìn sao đâu cưng, lát chị trả cho. Cái mình chưa kịp nhìn bả. Sau này có cái bất ngờ đó, sau này nhìn kỹ mặt bả là chị Lê Giang. Chị Lê Giang. Thôi bây giờ vậy, bây giờ tạm thôi, đường đời sự nghiệp mình tạm dừng ở đây. Rồi lát mình tình tiện mình kể tiếp. Còn bây giờ thì có một phần trao quà. Có quà. Đúng rồi. Ủa chưa chơi có quà hả? Có. Lần này thì sẽ có một cái thẻ rất là quý. Nó chỉ có một cái thẻ duy nhất mà thôi. Đó là quyền hoán đổi. Trong đó chỉ có một thẻ thôi nha. Còn lại là truyền đi. Là không có nha. Truyền luôn. Truyền luôn. Hên xui. Rồi. Hên xui nha mọi người. Khi nào cần dùng thì mở. Còn bây giờ cất. Rồi. Mời vào vị trí. Dạ, xin mời. Kính thưa quý vị, luật chơi thì như sau. Ba vòng đầu tiên các bạn quay lưng với sân khấu và tài năng của chúng tôi sẽ xuất hiện. Và các bạn cảm thấy tài năng này là tài năng thật thì quay lại với sân khấu, còn không thì các bạn đừng quay lại. Và ở vòng số 4 là vòng đối đầu thì chúng tôi có hai tài năng xuất hiện và các bạn phải chọn một người tài năng mà mình cho là đó là tài năng thật. Và vòng cuối cùng đó là vòng đặc biệt và chúng tôi sẽ có 4 người xuất hiện và các bạn phải chọn người giả trong nhóm thật hoặc là kiếm người thật trong nhóm giả. Cái phong bì này á, chỉ có một cái là dùng được, trong đó ghi là quyền hoán đổi. Trong vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4 là 4 vòng có thể dùng. Khi mình quay ra, mình thấy cái cậu kia làm bánh bao mà mình nghĩ chắc ông này không biết làm bánh bao đâu, thôi chắc tôi đổi là mình sẽ quay vô và mình được chỉ định một người khác quay ra chịu trận cho mình. Nếu mà mình đúng thì mình lấy tiền người ta ăn bột, còn nếu như lỡ mình quay ra mình chỉ định mà mình sai, mình lầm, người ta sẽ lấy hết tiền. Với lại từ vòng 1 cho tới vòng 4 là mỗi vòng là tiền thưởng là 5 triệu đồng, riêng ở vòng 5 thì tiền thưởng tới mức độ 15 triệu đồng. Wow.
Và vòng cuối cùng thì nó rất là có những cái đặc biệt, đó là gì em? Chúng ta có quyền đặt cược 50% số tiền của mình và được thêm một quyền nữa là chọn hẳn chàng trai lực lưỡng để đứng đối diện với mình. Dù ăn bột cái nào mà thấy xinh xắn thì cũng đỡ. Và nên nhớ, sự lựa chọn đó đau thương mình tự chuốc lấy. Thôi bây giờ mình sẽ mời các bạn đó nha. Xin mời chàng trai lực lưỡng vào vị trí. Chọn chàng trai lực lưỡng để có lực đập bột cho mạnh hay sao? Đúng vậy. Nhìn chưa? Nhìn thoáng qua chưa? Có tên đây, kìa, có tên. Ngô Việt, Thiện Thuật, Hoàng Phương, Thái Hải và Đức Lợi. Cảm ơn các bạn. Mời. Ủa chứ phải cho có gì ra đi vô. Vậy thôi. Và bây giờ mọi người có hiểu luật chơi chưa? Hiểu rồi. Vậy thì bây giờ mình bắt đầu ha. Ok. Xin mời các bạn quay lưng. Thưa quý vị thân mến, vòng đầu tiên sẽ xuất hiện sau vài phút giải lao. Xin cảm ơn. Đầu tiên của chúng tôi, Harry cảm thấy nó rất là lu mơ mong manh gì đó. Cái gì vậy? Tôi nói gì vậy? Mấy em ơi, mình quên hỏi Harry Won. Hồi xưa có nghĩ sau này làm MC không? Dạ. Lu mơ lơ mơ là gì? Lu mơ là kiểu manh. Như là nó không có rõ ràng. Mong lung như một trò đùa. Cái gì? Tài năng lần này của chúng tôi là ban nhạc trẻ với phong cách hiện đại. Xin mời. Đây, sau lưng các bạn là một người đại diện cho ban nhạc đó ra để hầu chuyện với năm người chơi của chúng tôi. Ngoại hình có vẻ là nghệ sĩ đó. Em tên là gì? Dạ, em tên là Bảo. Mời người chơi đặt câu hỏi. Đúng. Anh ơi, ban nhạc trẻ này trẻ khoảng bao nhiêu tuổi ạ? Bạn này thì có vẻ 25-6 tuổi. Em hỏi bạn kia chị ơi. Đúng rồi, 20 hả? Người ta hỏi người ta mà hỏi em đâu. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 28. Ủa, 28 tuổi trẻ? Đâu còn trẻ nữa. 28 tuổi hả? Vậy thì phải hỏi người ta là tại sao gọi là ban nhạc trẻ. Em trả lời. Dạ, tại em già nhất trong đám. Cái chữ trẻ này có nhiều nghĩa. Ban nhạc trẻ có nghĩa là có thể là trẻ mà là do mới thành lập, hoặc là trẻ là do hát nhạc trẻ, hoặc là trẻ là do nhiều người trẻ tuổi. Bạn chơi nhạc bao lâu rồi? Dạ, em chơi cũng nhiều năm rồi. Dạ, cho anh Bảo cho em hỏi là band của mình có mấy người vậy anh? Dạ, bên em là có 5 người. Mình có mấy vocal chính anh? Có một vocal chính và nhiều vocal phụ. Rồi mấy người kia là không chơi nhạc cụ hả anh? Là chỉ hát bè thôi hả anh? Dạ, có vừa nhạc cụ mà mình vừa đàn vừa hát. Trời ơi, một người vocal, còn mấy nhưng người kia nhạc cụ. Vocal chính là phải tên Khang không? Anh vocal chính là tên Harry à. Chương trình mình có còn trả lời giả dối như xưa không ạ? À? Vẫn còn em ạ. Tức là vậy nè, mình vẫn hỏi nhưng mà mình hỏi một cách thông minh để tìm ra sơ hở, chứ còn họ không trả lời gì họ trả lời. Vậy cho em hỏi về chuyên môn ha. Hỏi chuyên môn đi. Ê, dạ. Em hỏi chuyên môn hả? Không biết gì đâu chuyên môn, hỏi anh qua hỏi em nè, em có chuyên môn chứ. Nhóm nhạc trẻ của mình có mấy người đánh piano? Trời đất ơi, tức nó ghê á. Chuyên môn quá. Chỉ có một à. Gì nữa, gì nữa? Có mấy người thổi kèn hả? Có mấy người thổi kèn. Có mấy người thổi kèn. Nhóm này không có ai thổi kèn. Nhóm nhạc của anh có rapper không? Dạ, tùy bài mình sẽ rap. Rồi câu sau lại hỏi có nhận nó vô nhóm được không luôn nè. À? Mình đã ra được bao nhiêu MV rồi ạ? Mình chỉ mới ra được một MV thôi ạ. Dạ, tên gì ạ? Ôi cái gì vậy? Cái gì mà ngăn mạng dễ quá vậy? Em biết ai rồi? Ôi, ai? Phúc Thanh. Ai? Ha. Không tôi, nói tôi theo chú đó chú. Cái này là mình chơi cá nhân. Ủa giờ ban nhạc mình có tập tạ không? Tạo lắm. Học kiến thức rồi. Mình chơi phong cách nào anh? Sôi động vui nhộn là chính. Nhưng mà những cái bài hát của mình là mình bên mình tự sáng tác hay là sao anh? À, bên mình là sáng tác ạ. À. Nhóm mình có nữ không? Dạ không có. Dạ mình có thể biết tên vài thành viên không? Dạ em tên Bảo. Dạ vài á, vài á. Người đó guitar là anh ấy tên Giang ạ. À. Một người tên Harry và một người tên Giang. Siêu bất ngờ hả? Tên của chúng tôi không phải là cái tên để đem làm trò đùa. Em nghĩ là chế rồi, chương trình chế rồi. Em, tại vì đúng không, không. Nhóm nhạc nào mà thật sự anh Bảo này ảnh quá lớn, mà nhóm nhạc trẻ không thể nào mà lớn như cái vậy. Cái giọng anh già đúng như không? Là, cái này là trưởng nhóm 28 tuổi. Anh Bảo cho em hỏi anh vợ con gì chưa anh? Dạ em còn độc thân dư tính à. Ủa rồi anh Bảo anh chơi nhạc cụ gì vậy anh?
Dạ em đánh pass. Anh Bảo ơi, nãy giờ anh có nói xạo không? Dạ có chứ. Dạ có hả? À. Trời anh thật thà. Thôi nói tới đây là em tin rồi. Từ đầu tới giờ luôn á. Em thấy nói tới đây là đủ tin rồi. Không hỏi nữa, mời tất cả đứng dậy. Mời nhau cạnh tranh lực lượng vào vị trí. Thời gian còn 5 giây để suy nghĩ. 5, 4, có biết gì đâu suy nghĩ. 3, 2, 1. Vách ngăn đang chạy. Đằng sau. Quay. Chỉ có 3 người quay lại. Khả Như. Ủa, Phú Ca và Quốc Khánh. Và Quốc Khánh. Bây giờ Quốc Khánh ơi, tại sao em lại quay lại? Em nghĩ là nhóm nhạc này là nhóm nhạc em đang mường tượng trong đầu. Là ai? Nói nhỏ cho ai đây biết. Không biết nha. Thôi trời, biết là cái nhỏ chị không biết tức gì. Anh cái gì? Anh đóng MV của người ta mà anh nói cái gì? Không có, không có, phải. Chạy về. Rồi, Quốc ta, em tin vào cái gì mà em quay lại? Tại vì với những người mà yêu âm nhạc như em thì không thể nào bỏ lỡ một trời mà... yêu âm nhạc như em. Khỏi. Khả Như ơi, tại sao quay lại? Bị liệu. Bị cái gì mà bị liệu? Quay lại cái gì? Kêu quay lại chứ em làm sao em quay, em bị liệu thiệt. Nhưng em có một cái niềm tin là hỏi anh chơi nhạc cụ gì, anh nói chơi bass. Tại vì thường á, những người không biết họ sẽ nói guitar bass hay cái gì đó, thì bạn này chỉ trả lời là bass thôi. Với lại khi một người bình thường nói, ủa anh chơi gì? Ngán người không biết, à anh đánh trống, họ làm quýnh piano hay là quýnh guitar. Đúng rồi, nghe có vẻ rất là chơi thiệt đó. Chơi. Em nghĩ vậy. Dạ, sao quay lại? Dạ, em nghe thì câu trả lời này ảnh nói dối hết nên em chưa tin tưởng lắm. À, hay quá. Hay, thầy PT sao quay lại? Dạ đúng rồi, em cũng nghi ngờ, tại hỏi cái thấy nói tên anh Giang, nói tên Harry đồ không à. Hiện tại mỗi người đều có một cái phong bì có quyền hoán đổi. Ai không tin với cái sự lựa chọn của mình vừa rồi có quyền hoán đổi. Khánh muốn đổi không? Khánh muốn đổi quay vô trong không? Dạ thôi, em đàn ông mà nói một là một chứ. Rồi, Puka đang hỏi ai vậy? Hả? Em nhớ ông này rồi. Nhớ ông này là diễn viên hài đó chị. Sao bây giờ Puka muốn sao? Mới dòng một mà chơi cái gì? Mới có dòng một ăn bột cho quen. Ừ. Không có gấp. Không, em không đổi. Rồi, ghi đổi không? Không. Khả Như đổi không? Sao nhìn ở đâu vậy? Không. Đổi không? Rồi. Em là người cũng biết về âm nhạc nè, đổi không? Đổi đi anh tính. À, đổi, không, chơi luôn. Đổi, okay. Đổi thì khui ra. Khui ra hả? Có mới được đổi chứ. Khui chúc may mắn lần sau. Rất là như mua vé số, chưa bao giờ trúng mọi người. Là em không có quyền hoán đổi từ đại của chương trình. Vậy rồi. Thì mời hai bạn đi về chỗ đi và ba bạn tiến tới. Ôi, trời ơi. Lẽ ra chúng ta công bố kết quả luôn. Thằng em nói là nó đói bụng quá, vô ăn cơm thì lát ra hát. Ok, ê, vô đi mọi người. Ủa, vô. Có khi nào vô luôn không? Bé ơi, không ai biểu diễn hả? Mà phong cách hiện tại là chính xác. Còn nếu giờ ban nhạc khác ra mà không có bạn đó là không chính xác. Cái tiêu đề của Harry Won đọc đó chính là ban nhạc trẻ với phong cách hiện đại. Và ban nhạc trẻ với phong cách hiện đại, với sự đại diện của Bảo vừa rồi, các bạn đã lựa chọn quay lại là kết quả. Chính xác. Chúc mừng. Có một sự gây hấn. Em kêu là không hết rồi, lợi lợi đi vô đi lợi. Cái tự nhiên cái nó nhỏ chơi xấu tính dễ sợ luôn cả. Bây giờ họ sẽ chuẩn bị đạo cụ, sau đó ra trình diễn. Những người quay lại được xem, những người không quay lại được xem vào lúc 20h30 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Bao nhiêu cái máy. Ủa cái intro nghe quen quá vậy. Ba năm trước mình gặp nhau một lần nữa. Thời gian trôi thật mau, giờ
rồi em đi mất hút không về. Chỉ vài hôm không gặp nhau, vậy mà anh ở phải lâu đến cả năm. Dù đời bao phong ba, nặng nề hay xa hoa, ta vẫn bên nhau. Đừng vì sớm ba câu mà buông tay anh nhé. Chuyện tình yêu đôi khi giận hờn nhau, xa em ơi anh biết sai rồi. Hãy lau khô nước mắt, nụ cười em luôn đẹp nhất em mà. Và ôm anh thật lâu. Tình yêu đâu chỉ có thiên đường. Cùng quên đi buồn đau và ôm anh thật lâu em nhé. Dù đời bao phong ba, nặng nề hay xa hoa, ta vẫn bên nhau. Đừng vì sớm ba câu mà buông tay. Nhóm này. Tại vì anh này, em mới coi MV này mà. Nhưng mà em không, lúc mà em chưa có quay mặt á, em tại, vẫn đoán được là nhóm này. Tại vì em nghĩ đơn giản là đã dùng từ là nhóm nhạc thì em nghĩ là chắc chắn chương trình sẽ mời một nhóm nhạc tới, chứ không thể nào mà giả thì nói làm chi nữa. Thì thôi, em không biết là nhóm nào thôi, nhưng mà khi mà quay lại em như thế này thì em biết nhóm Voi Biển. Thiệt luôn á, ghê tiếng Kiệt, một ca sĩ trẻ mà lại không biết về đàn anh của mình mà nó quay lưng nó coi lại rồi. Mà anh Vinh thể hiện gì mà quay lưng anh? Quay lưng thì thiệt, làm sao có đường nghề nghiệp tiến triển được. Trời ơi, làm sao ra MV mới mà nó xe. Mới có vậy thôi mà muốn triệt luôn con đường người ta vậy. Phải, tại nãy cái anh bảo đó, anh lừa em với bộ em dễ tin người lắm. Ủa, rồi thì ba người ai cũng tin vào hết. Và ba người này không có liên quan tới chuyên môn gì hết. Đúng mà vẫn vậy, tin tưởng mà vẫn quay lại. Mà trong khi đó người có chuyên môn thì lại không quay lại. Cái người mà không quay lại là Jane Tuấn Kiệt.
còn cái người bên kia là một tay ọt kỳ khôi, cái ọt á, đánh ọt á, à, qua đánh bên á đó. Chị ơi, tôi cảm thấy tôi bị lừa đảo. Ồ, đây là một ban nhạc trẻ, tôi không thể nào liệt Trương Thế Vinh vô nhóm trẻ được. Nhưng mà bạn hồi nãy trẻ thì bạn lập band giống tôi, bạn sẽ được gọi là nhóm nhạc trẻ. Okay. Hồi nãy đã hỏi rồi, tại người ta hát nhạc trẻ anh ơi, chứ không phải tuổi tác. Bây giờ mời Vinh giới thiệu thành viên nhóm mình nào. Đây là nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, nhưng mà vô band này có trời tên ơi là Ricky Daddy. Còn đây là guitar Dean. Bảo, nickname là Bang. Bảo Bang đó. Bảo Bang. Bang. Và tay trống là Dragon. Ok. Yeah. Wow. Không được thấy mặt luôn hả anh? Sẽ có một dịp thấy thôi. Anh có giấu cha giấu mẹ gì đi làm nghề? Trời ơi, em ơi, em ơi. Ba má còn chưa thấy mặt nữa mà. Từ khi làm ăn nhạc á. Chị kỳ vậy. Mỗi lần ăn cơm là lén lén bưng cơm ra sau hè ăn á. Ủa, em tưởng là đeo này là không ăn luôn. À. Anh ơi, sao nãy nhóm không cử anh Nguyễn Hoàng Duy ra nói chuyện, cái nghe giọng là em biết liền rồi. Em ra này còn vô để chơi gì đó. Đúng rồi. Nói chung là ngày hôm nay cảm ơn các anh em mình cùng với lại Trương Thế Vinh đã bỏ thời gian ra đây để chơi với các em, mặc dù nó không quay lưng lại. Vỗ tay cho Trương Thế Vinh và nhóm Voi Biển. Dễ thương quá. Thông qua ở vòng 1 thì những người không có chuyên môn thì lại thắng, những người chuyên môn thì lại thua. Vòng này chắc thua hết. Anh chưa biết tài năng lần này là ai mà sao anh biết thua? Anh biết chưa? Anh biết rồi. Nhìn là anh biết rồi. Sao cho em thấy cái này ghê nha. Kính thưa quý vị, tài năng lần này của chúng tôi sẽ là Quái Kiệt vừa nuốt kiếm vừa nhào lộn. Xin mời. Xin chào anh, mời anh giới thiệu ạ. Em tên là Hoàng Phi, hiện tại công việc của em là diễn viên xiếc tự do. Là mình vừa nuốt mình vừa nhào lộn, tức là mình lộn xong mình nuốt, hay là mình vừa nuốt vừa lộn? Dạ, vừa nuốt vừa lộn anh. Là có nghĩa là mình nuốt luôn rồi mình nhào xong hơi cái mình nói ra hay sao ta? Dạ, mình nuốt một cái kiếm xong đó mình nhào lộn rồi sao mình đó mình mới lấy ra anh. Anh nhào được mấy vòng hả? Nếu sân khấu rộng thì được 3 vòng. Cho em hỏi là mỗi cây kiếm nó dài khoảng bao nhiêu cm ạ? Tính luôn cán và lưỡi là 115 cm chị. Còn nuốt kiếm mà nhào lộn là chỉ có 60 cm thôi. Là phần lưỡi 40, phần cán 20 ạ. Anh làm nghề này bao nhiêu lâu rồi anh? Dạ tính này được 13 năm rồi chị. 13 năm hả? Anh làm năm anh bao nhiêu tuổi? Dạ 18 tuổi. Anh có đi diễn đám cưới được không? Dạ có chị. Anh ơi cho em hỏi là ví dụ anh học nuốt kiếm vậy, trước khi nuốt kiếm anh có tập anh nuốt gì trước không anh? Ban đầu thì sẽ tập nuốt một cái kiếm nhỏ anh. Ủa anh ơi, cái lần đầu mà mình vừa nuốt kiếm vừa nhào lộn á, rồi ở trong người mình nó còn ổn không anh? Trong người mình nó còn ổn không anh? Dạ ổn anh. Không ổn sao ta làm mười mấy năm đi. Có nghĩa là cái đó là cái đỉnh nhất của anh hay sao? Những cái trò khác trước đó là anh làm là nó phải có chuyên môn nhào lộn gì đó trước, rồi sau đó anh mới dám anh nhét cây kiếm vô đúng không anh? Dạ đỉnh cao của em là nuốt được 35 cây kiếm. Một lúc 35 cây hả anh? Dạ đúng rồi. Trời, miệng anh bự dữ vậy. Anh ơi, rồi bây giờ anh có nhận đệ tử không anh? Dạ có anh. Dạ, em gửi một cô bạn được không? Em có một cô bạn tên là Khả Như, một mình có thể nuốt được 8 chiếc vịt lộn. Một mình có thể nuốt được 8 chiếc vịt lộn. 8 chiếc vịt lộn. Trời ơi, uống dĩa ốc, chưa tính hai tô mì. Em tưởng anh tính xin đi học, tại vì anh tính không học được đâu, cái chiều dài anh là cái kiếm rồi. Vậy. Rồi, mời tất cả đứng dậy, không hỏi nữa, quá đơn giản. Mời 5 chàng trai lực lượng vào vị trí. Năm giây còn lại. 5 4 3 2 1. Và vách ngăn bắt đầu chạy. Đằng sau quay. Đây là Quốc Khánh, Khả Như và Hữu Tín quay lại. Kuka, tại sao em quay lại? Tại vì em thấy vô lý lắm, là không thể nào mà nuốt cây kiếm vô bụng mà mình có thể lộn được, cái đó là kiểu tôn ngộ không thôi. Em coi bao nhiêu màn nuốt kiếm rồi, có nghĩa là người ta sẽ từ từ vô mà vô xong rồi người ta phải đứng im, xong rồi người ta sẽ rút ra rồi rút rất là nhanh. Ui, nhưng mà cái đó nó rất là nguy hiểm, thì không thể nào mà cắm cây kiếm vô trong cái cuốn họng xuống tới cái bụng rồi lộn như vậy, nó lộn ruột anh à. Hồi nãy anh nói rất là cây kiếm chỉ có 35 cm thôi. Nhưng mà vẫn lộn cổ họng đó là sự lựa chọn của em.
Tại em sao? Nghe vô lý quá. Nghe cái miệng mình lắm. Nhỏ xíu thì sao nhét lúc 35 cây vô. Trời ơi, thật sự luôn á, trời sinh một cặp luôn á. Có những cái kiếm nó mỏng, em biết cái lưỡi lam không? Có những cái kiếm nó mỏng lét vậy đó. Như vậy mới càng nguy hiểm anh, càng mỏng nó càng bén. Hai bên người ta không làm bén. À, mài cho nó cục hả? Tụi em đời còn non trẻ quá. Ngang người lớn người ta nói chuyện nè. Khánh, sao quay lại? Em quay lại bởi vì em thấy hợp lý thôi. Còn hai người này về nhà coi TV riêng đi. Vậy đi. Như dưới tính. Em quay lại là tại vì em có dịp tiếp xúc nhiều với mấy anh làm nghề này á. Cái giọng nói và cái cách nói chuyện của mấy anh rất là rõ ràng. Và em có hỏi thêm là anh có diễn đám cưới không? Thật sự là mấy người này họ cũng có đi diễn tiệc tùng. Và anh trả lời rất là thiệt. Tại vì nếu như một người học bài thì không có trả lời thiệt cái kiểu đó đâu. Em nhớ không lầm thì em đã được coi rồi. Có thể là không phải anh này hay là... Đúng rồi, chưa chắc là người này. Dạ đúng rồi, nhưng mà em đã từng xem cái tiết mục này rồi. Và tiết mục này là có thật. Đúng rồi, có thật. Em nói về bệnh buka gì anh cái? Đồ cứng đầu, đồ cứng đầu. Đâu có phải. Em chỉ nói như vậy thôi anh à. Tôi cứng đầu còn hơn đỡ tôi ăn bố. Anh chờ đi. Bây giờ những người quay lại và cả những người không quay lại, trừ Hữu Tính là nãy khui bì thư rồi. Bốn người còn lại ai muốn hoán đổi? Em muốn là một đứa con gái cứng đầu. Anh biết mà. Khánh muốn đổi không? Thôi, tại vì em nhìn cái anh đứng trước mặt em ảnh quá là cho em cái niềm tin quá là anh sẽ làm được. Cái dòng này nên theo tôi nha. Vậy hả? Ờ, nên theo tôi. Thật ra đây, nghe anh nói một lần cuối cùng ha. Cái tiết mục anh vừa giới thiệu là có thật. Quan trọng là hôm nay mình có mời được người thật đó đến hay là không. Khó lắm anh ơi, giờ này khó lắm, giờ này khó mời. Như trời đừng nói vậy, em là chút may mắn làm sao em hé rồi. Hé rồi. Ủa vậy? Dạ, khu vực ở đây là không ai đổi đúng không? Không ai đổi. Ok, vô. Trời ơi. Mà không ai đổi mà sao cái mặt ông này ông thần thái quá. Hỏi lại một lần nữa là Kim Tuấn Kiệt, Quốc Khánh và Buka có đổi hay không? Được, được. Trời, sao luôn. Chết mà chị tôi rồi. Em phải chơi lớn một lần. Mở đi, đổi. Mở đi, mở đi. Khánh ơi. Quyền quán đổi. Em sẽ đổi với ai? Buka hay là Jin Tuấn Kiệt? Đổi Bu chứ, tại Buka mặc áo len mà. Ủa, nếu mà Khánh có quyền hoán đổi thì em không có hả? Đúng rồi. Thôi em mình cầm này chi nữa trời. Em hết ý kiến rồi. Rồi, Buka quay ra. Ê, nó nghe à? Quay vô. Ôi, Khánh. Ủa, sao vậy? Khánh. Chắc là làm bộ quá rồi. Xong rồi em ơi, tiêu rồi. Nghe nói này, Khánh vừa đổi Buka xong, Buka vừa quay ra. Từ đây nhảy qua đây liền. Mặt kia thái độ. Nhìn cái mặt kia kìa. Cái mặt sợ lắm. Hận lắm. Có công tắc đâu đây phải không? Xui rồi chị ơi. Âu cũng là số phận. Rồi, mời Buka đứng vào đúng vị trí. Chúng tôi xin phép được công bố kết quả sau vài phút giải lao. Siêu bất ngờ. Và kết quả của chúng tôi như sau. Người đàn ông này là giả thì Khả Như, Buka và Hữu Tính sẽ dính bột. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm đáp án. Xin hỏi lại một lần nữa, anh tên là gì? Em tên Hoàng Phi. Quê ở đâu? Tiền Giang. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 31. Đã có vợ con gì chưa? Dạ có rồi. Anh có phải là người vừa nút kiếm và vừa nhào lộn hay là không? Tôi là diễn viên nút kiếm chuyên nghiệp nhưng không có giàu hộp. Anh ấy nói, anh ấy là không phải là người vừa nuốt kiếm vừa nhậu lộn. Nhưng anh ấy là người nuốt kiếm chuyên nghiệp. Thế nên ngay bây giờ là phần trình diễn của anh ấy. Vỗ tay.
đang nuốt hả? Chuẩn bị nuốt. Cây kiếm bự và 30 mấy cây kiếm nhỏ. Bao nhiêu cây vậy? 35 cây kiếm nhỏ. Bởi vì có một sự trục trặc nào bên trái bên phải, hoặc là sâu hơn hoặc là cạn hơn đều ảnh hưởng. Hãy nói với các cháu và dặn những người thân trong gia đình là không thử với mọi hình thức, vì đây là những người chuyên nghiệp, họ đã tập luyện. Và cũng xin gửi lời chúc từ chương trình, mong anh cũng gia đình và cũng như cái công việc này sẽ được an toàn mãi mãi và gia đình hạnh phúc bền lâu. Và dạ, mong, cảm ơn. Mong sức khỏe. Dạ, dạ cảm ơn anh. Anh Giang ơi, ơi, anh có thấy chương trình của mình rất nhiều tiền không? Tại sao vậy? Anh nhìn phía sau đi. Quá đầu tư. Không phải mua một hai cái mà mua gần cả trăm cái lận, đúng không anh? Bình thường, nhầm nhò gì quý vị vui là được rồi. Tài năng lần này của chúng tôi sẽ là nghệ nhân chế tác tranh cá 3D. Xin mời. Ta là thần biển cả, ta không làm gì cả, mỗi ngày ta chỉ vẽ cá. Chị mới là anh năm nay bao nhiêu tuổi? Tại vì cái râu nó che hết cái mặt nên không có nhắm được. Nói chung là mình cũng cỡ thế hệ 8X. Để cho các bạn dễ hiểu tranh 3D cá là gì thì đây. Ồ, tranh đó hả? Chị giống sushi quá ha. Đó là tranh đó anh. Ủa tranh đó anh. Đúng vậy. Xin mời mọi người đặt câu hỏi. Cái hũ mà hồi nãy anh Giang cầm quá anh. Thì cái tranh cá đó thì mình làm trong khoảng bao lâu vậy anh? Cái đó mình làm cũng khoảng 1 tháng. Cái giá trị của nó là sao anh hả? Cái đó hiện nay mình đang bán khoảng 3 triệu. Cái dụng cụ để mà anh vẽ đó, đó là nó bằng cái gì vậy anh? Dạ nó bằng lông. Cây bút lông. Cây bút lông. Bút lông hả? Không, cái này là bút lông chuyên dụng chắc chắn luôn. Không, cái này phải vẽ bằng cái ống chích. Như là vẽ là phải bơm màu. Bơm màu. Bơm xong cho nó dính rồi đóng cái lớp lại đúng không? Thường một bức tranh cá như vậy á
thì có bức nhỏ bức lớn thì mình có quy định con số cho từng bức không anh, hay là mình muốn vẽ bao nhiêu con cũng được? Tùy thuộc vào cái số lượng con cá cũng như là cái nội dung rồi kích thước nữa. Cái này anh có phải là epoxy không? Cái này nó là epoxy. Em không hiểu epoxy là cái gì nha anh. Là cái chất nhựa mà trong veo nè, người ta làm rất là nhiều. Trải nền, người ta trải trên các những cái bàn bằng gỗ. Cái tranh đó là anh thường anh sẽ thể hiện trên chất liệu gì? Mình có thể vẽ trên mọi thứ, trên mọi bề mặt, miễn sao mình có cái chỗ để mình chứa đựng nó rồi mình trưng bày. Nó không có kén chọn hả, chất liệu để mà thể hiện nó? Cái tranh này thì nãy anh Giang cũng nói là nó là cái gì anh Giang hả? Là cái gì anh Giang hả? À, epoxy. Cái nét này diễn nè. Cái nét này là nét diễn nè. Giang diễn nè. Anh nói là một tháng mới vẽ hoàn thành cái bức tranh mà anh Giang cầm á. Vậy thì mình vẽ một lớp vậy rồi mình ngưng bao nhiêu ngày mình mới vẽ thêm được lớp khác? Đúng rồi, hỏi thông minh đó. Nói chung là mình rảnh lúc nào mình vẽ lúc đó, thì thường mỗi ngày mình vẽ một lớp vậy đó. Một tháng anh mới vẽ xong cái tô hồi nãy hả anh? Dạ, vậy là tính trăng năm anh vẽ có 12 cái tô à? Cũng vì lúc nào buồn mà làm biến quá thì một năm vẽ 12 cái tô. Anh này có vẻ hề hước quá nhỉ. Anh ơi, cho em hỏi là tất cả những loài cá trước giờ mà anh đã vẽ đó, anh là những con cá nào anh cho em biết tên được không? Mình thường mình vẽ rất là nhiều loại, như là cá chép nè, cá koi, cá bóng nè. Anh làm những cái này là anh làm nghề chính luôn hay là nghề phụ thôi? Đây là cái nghề phụ của mình. Còn nghề chính, em hỏi nghề chính nha. Anh thường đi diễn với nhân hài nào vậy? Anh thường đi diễn với nhân hài nào vậy? Thường cái nghề chính mình không có đi diễn hài. Anh ơi, anh học ở trường nào ra vậy? Mình học cái ngành rất là liên quan đến cái ngành vẽ cá này, đó là Đại học Luật. Mời đứng dậy nào, và mời năm chàng trai lực lớn vào vị trí. Thời gian còn lại cho các bạn 5 giây. 5 4 3 2 1. Một vách ngăn bắt đầu chạy. Và chúng ta bắt đầu. Đằng sau quay. Ba người quay lại. Nhìn ảnh kỳ quá vậy. Nhưng mà có vẻ mặt của của Khanh đang rất là hoang mang. Chi tiết hồi nãy chị Harry nói râu nhiều quá mà. Đó, tại sao vậy? Em quên mất chị ơi. Em tin vào cái gì mà em quay lại? Tại vì em tin vào cái nghề này là có thật. Và em cũng đã từng gặp người vẽ cái này rồi. Có người ở đây thì mới có tranh. Bây giờ em thấy rồi thì em bây giờ cảm thấy sao? Thấy cảm giác xui rồi. Nè, cho chị hỏi nè, hồi này chị thấy mặt em hoang mang lắm, tại sao hoang mang vậy? Em không biết có phải đúng hay không, em quay lại em sợ ảnh là người nổi tiếng, anh ra anh trình diễn một cái gì đó chứ không phải là nghệ nhân. Em sợ gì á, tại vì không, em thấy che mặt quá trời. Anh có nét rất là hài hước rất là hài hước. Ủa, không có gì? Ai cũng có thể hài hước. Như vậy thì có thể nào là một diễn viên mà mình quen không? Dư ơi! Tại sao không quay lại? Những câu trả lời của anh này rất là xàm xí. Hai đứa em tin là không phải. Em thì bản thân em nghe là em thấy anh này chắc cũng tấu hài đâu đó, sân khấu nào với em. Em có thấy một số người vẽ tranh thì họ cũng có tính nghệ thuật lắm á. Nghệ sĩ rất là hài hước. Họ rất là nghệ sĩ nha. Phải ghi là có giả thật thật. Đằng này anh trả lời giả chân. Rồi, đồng ý. Xin hỏi anh thật sự là ai? Tên thật là Nguyễn Tấn Đạt. Mình là nghệ nhân vẽ tranh cá 3D. I love you. Thiệt là đau lòng. Cảm ơn anh. Thiệt luôn hả? Kính thưa quý vị, như vậy là Puka, Dinh Tuất Kiệt và Quốc Khánh mỗi người sẽ nhận được 1.660.000 đồng. Xin chúc mừng. Và bây giờ anh ấy sẽ vẽ tranh 3D ngay tại đây luôn. Lên đi coi chơi. Dạ. Cái đen đen này là gọi là gì? Cái đen đen này là mình đã đổ một cái lớp epoxy như anh Giang nói đó. Epoxy. Đã lên một lớp mỏng lên rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ cái lớp đầu tiên của con cá. Tốt quá. Đó là cái phần body của con cá nè. Ủa nhưng mà bình thường trước khi mình vẽ lên cái này mình có tập vẽ trên giấy trước không? Trước đây mình có vẽ trên giấy thử nghiệm, mình phát họa cái bức tranh mình. Rồi sau đó mình mới lên cái mẫu trên đây. Nhưng mà tại sao anh chỉ có vẽ con cá thôi, không có vẽ người hay là gì? Có vẽ rất là nhiều con, nhưng mà đối với cái loại chất liệu này thì cá là cái hình ảnh rất là đẹp.
Luca ơi, đừng ăn cắp giặt nha con. Ta này, kịp luôn. Anh có bao giờ vẽ con người không? À, mình có vẽ con người nhưng mà nửa phần con người thôi. Nếu như là em nhờ anh vẽ cái mặt của em thì anh tính bao nhiêu tiền anh? Cái này cũng tùy thuộc vào nữa, tùy thuộc vào cái cảm xúc nữa. Em có tạo cảm xúc cho anh vẽ không anh? Mấy đứa mà chưa có chồng thì không lấy tiền. Mấy đứa có chồng lấy 7,5 triệu. Đôi khi nó tụt mút không vẽ được anh. Vẽ được miễn phí đó. Cỡ Khả Như anh có vẽ không? Cũng hơi đắn đo chút xíu. Rồi đây là cái lớp thứ hai của con cá nè. Cái lớp này thì mình chỉ có viền cái phần thân của con cá thôi. Nó ra 3D đúng không? Dạ đúng rồi. Nó là từng lớp một. Luca sẽ càng ngày nó càng rõ cái gì cũng biết hết trơn ha. Tới bây giờ luôn á là anh làm bao nhiêu tác phẩm rồi? Tính đến bây giờ thì khoảng hơn 11.000 tác phẩm. Ủa sao mà anh đếm được tất cả mọi thứ? Mình tính trung bình mỗi một tháng như vậy. Mình có sổ sách mình ghi lại khi mà mình bán ra. Đủ lắm luôn á. Hôm nay anh đến đây vui không? Dạ cũng vui mà cũng có buồn. Sao buồn vậy? Sao buồn nè? Mình chưa được tạo được lòng tin cho hai người. Ai trời. Trời ơi. Không những có duyên mà còn hả? Sâu sắc nữa. Nãy giờ em quên có hai người vui rồi. Thật là đau lòng lắm. Anh ơi, đến đây ngày hôm nay anh có nhã ý tặng em một bức tranh không? Trời, tôi hỏi rảnh vậy. Cái này một lát nữa vô hậu đài mình sẽ có tặng riêng. Như vậy là cái lớp vẽ tranh cá, cái lớp này là đến cái lớp cuối cùng rồi. Yeah. Hai con cá này được mang tên là Song Ngư. Thì xung quanh nó có những một số cái lá trúc rơi. Cái tác phẩm này có ý nghĩa như thế nào? Hai con cá là ngư, độc giả là dư giả. Nước là tiền bạc. Cái bụng con cá đó là tròn, nó là phúc. Thì hai con cá nó là cái khởi thủy cho mọi thứ, nó sinh sôi nảy nở phát triển mọi thứ. Cái này ngoài để trưng nó có phong thủy nữa. Nó có yếu tố phong thủy chưa? Dạ. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Nè, dạ. Hai con cá này là phúc nhiều lắm. Dạ. Giữ lòng tự trọng giùm chúng tôi đi. Ngày hôm nay là rất là vui vì anh đã đến với chương trình và chia sẻ thêm nhiều điều cho tụi em biết về cái nghề này, nó công phu và nó cũng phải tỉ mỉ như thế nào. Chúng ta cùng vỗ tay để cả bên ấy đã xuất hiện. Cảm ơn anh rất nhiều. Kính thưa quý vị, do là ở vòng này là vòng đối đầu cho nên khách mời có thể quay lại với sân khấu ạ. Xin mời. Tài năng của chúng tôi lần này, cao thủ trồng chuối trên xe cân bằng vượt chướng ngại vật. Xin mời. Ê, sao cái ông này em ra cái phát một và ông kia em đi hoài chưa tới vậy? Diễn đó anh này anh đi ngại lắm nè, mà anh là mỗi đi càng nhích càng nhẹo, càng nhích càng nhẹo đó. Vị trí số 1, giới thiệu trước. Thằng thật thì không phải nói nhiều, ta chính là cao thủ trồng chuối trên xe thăng bằng vượt chướng ngại vật. Xin mời. Từ nhỏ em đã hứng thú với cái bộ môn thể thao đường phố và sau khi thử rất nhiều môn, em thấy mình rất là hợp với chiếc xe cân bằng này và tập luyện rất nhiều với nó. Em chính là người có khả năng trồng chuối trên xe thăng bằng. Bây giờ đi bình thường là đã khó rồi mà trồng chuối vậy, xong đi. Em không có đi xe được, em không chưa bao em không biết đi xe này. Em biết ạ. Đi thử xe nào. Luca đi thử đi. Ôi 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 đi được kìa. Vậy thôi độ mà chắc có gỡ giày đi được không ạ? Không cần ạ, vậy đủ rồi ạ. Bước hai chân một lượt đó không tay á, đúng rồi. Rồi anh nhóm lên trước thì nó đi, muốn quẹo bên nào thì nhấn bên đó. Ghê. Rồi anh dây trồng chuối không ạ? Không, không, tôi không biết trồng chuối. Rồi bây giờ mời hỏi ạ. Em số 2, em nhiêu tuổi rồi? Em 20. Em chơi cái này bao lâu rồi? Em chơi được 5.5. Bạn số 1, bạn nhiêu tuổi rồi? Mình 32 tuổi rồi. Chơi cái môn này được bao lâu rồi bạn? 3-4 năm. Vậy là nhỏ hơn chị Khánh Như có hả? Quên. 8 tuổi rồi. Đừng có nói mấy cái đó ra mà kỳ quá. Anh số 1 ơi, thường anh chơi cái môn này ở đâu? Mình chơi ở nhà thôi. Ôi nhà thôi. Nhà anh chắc rộng lắm. Trời ơi, nhà chắc như cái sân vận động quá. Anh chơi bao nhiêu năm rồi anh mới trồng chuối? Mình là giáo viên thể chất,
Thì trong một buổi thì thấy học sinh của mình đi xe cũng thấy hay hay, mà mình suốt ngày hít đất thì thấy tay mình cũng khỏe nên mình cũng thử xem. Vậy anh số 2 ơi, anh số 2 ơi. Từ đâu mà anh biết là anh có một đôi bàn tay khỏe mạnh để có thể trồng chuối lên chiếc xe đó để vượt chướng ngại vật? Dạ, do em tập nhiều môn thể thao nên thể chất em cũng là tốt của chị. Ví dụ những môn nào? Môn hít xà đơn với môn trượt ván. Em ơi, nhưng mà em trượt ván chị thấy khó hơn cái này, tại sao không chơi cái đó mà lại chơi cái này? Cái này cân bằng hơn chị. Cơ duyên nào mà tự nhiên em thích chơi một cái cách lạ hơn người ta? Dạ tại nó khó mà anh. Ai xúi anh, ai khiến anh đi bằng tay mà không đi bằng chân? Thì em thấy nó dễ quá nên em thì phải khó hơn đi chứ anh. À là tự mình nghĩ dạ. Bây giờ làm sao để mình đứng lên mà không cần nhìn ai? Số 1 chị trước. Đầu tiên thì mình đứng một chân trước. Một chân trước. Xong rồi dẫm chắc vào. Rồi mới dùng chân thứ hai đứng lên. Rồi. Làm sao bước xuống không tệ? Đứng giống nãy mà chịu một chân chắc trước chân rồi đưa chân kia xuống. Rồi đưa chân tiếp theo xuống. Tao làm thử tôi coi. Rồi, giờ bước xuống nè. Nghệ quá rồi. Mời đứng dậy. Mời 5 chàng trai lực lượng vào vị trí. Thời gian còn lại 5 giây. 5 4 3 2 1. Hãy chọn số đi nào. Quốc Khánh chọn số 2. Quốc Ca chọn số 1. Hả Như chọn số 2. Tính chọn số 2. Kim Tú Kiệt chọn số 2. Hãy số 1. Nhanh. Bắt trước Buka. Không phải. Thôi em ơi, bắt trước Buka em ơi. Anh kia anh là giáo viên thể chất là thôi, thân thôi, mặt tốt lắm. Anh trồng chuối khỏe. Em sợ người đời nói em đúng không? Thôi đâu có sợ gì đâu. Không có đâu, hồi nãy Kim xe qua nói với em là em nghĩ là số 2 á. Không chắc phải. Em số 2 xong xe qua thấy buồn chọn số 1 phải không? Không đâu. Tại vì em đang lừa chị Khả Như. Đang lừa chị Khả Như. Để cho chị chọn số 2, chị bị ăn bột. Trời ơi, tại sao lừa? Chị đã ăn bột rồi, chị gì nữa? Vì sao? Bây giờ hỏi Khánh gì sao chọn số 2? Em để ý bạn số 2, cái tay bạn nó có vấn đề. Tức là ngay cả khi mà anh Giang hồi nãy sắp té, bạn đó đỡ anh Giang, thì cái tay bạn đó thay vì người ta đỡ như vậy, thì bạn đó đỡ như vậy. Em cầu mong là em sai nha, tại vì em thấy cái tay bạn đó đang có một cái gì đó rất là trục trặc. Trục trặc, và em nghĩ là do tập luyện hay gì đó. Và cái tay bạn đó, nếu mà để ý kỹ là sẽ có một cái vết thương nhẹ ở cái phần mu bằng tinh tay. Tinh tế. Sao em chọn số 1? Vì sao? Theo như kinh nghiệm của em khi mà chơi cái này thì em thấy anh số 1 rất là chuyên nghiệp khi mà bước lên, như anh Giang nói. Còn bạn kia bước lên hơi khẩn khẩn tí xíu. Em à, anh bước lên bước xuống bình thường nha, chẳng qua là anh hỏi người ta thôi. Không, đúng rồi, nhưng mà ý là cái bản năng mình đã có sẵn rồi á, nó rất là vững vàng. Về cái bàn tay thì em thấy để ý rất là kỹ chi tiết nha. Em vừa đứng lên để nhìn bàn tay bạn số 1 thôi, bạn liền thọt tay vô túi không cho em coi. Tại sao? Mà nhìn từ đây nhìn lên quan sát thì thấy bàn tay của bạn số 1 á có vẻ thô và to hơn bàn tay của bạn số 2 rất là nhiều. Và hay giấu lắm, hay giấu vô quần lắm. Bạn bỏ ra à? Tôi cũng chọn bạn rồi, bạn bỏ ra cũng không cười giá trị gì hết á. Ok. Về phần quan sát nữa thì em thấy đôi giày đó hợp để chơi cái này hơn. Còn Jin Tú Kiệt, tại sao bắt chước Buka? Thật ra là... Chị hỏi thẳng vô mặt chị chứ. Chị có giải bỏ đâu? Mình có thể... Chị thanh trước rồi. Mình có thể hỏi tế nhị hơn chút xíu không? Tại vì sao không có chính kiến? Tại sao không chọn Khả Như mà là... Chọn số 2 là cũng không có chính kiến với mọi người. Không, em đừng nói vậy. Em xúi chọn số 2, bây giờ em chọn số 1. Em nói em lừa chị. Một tự nhiên lừa. Em lừa chị để em được cái gì? Ôi, em lấy tiền về. Khả Như vì sao? Thử tính vì sao? Thử tính đây nè, nghe cái câu trả lời tinh tế nè. Môn thể thao thì thường lớp trẻ mới còn đủ cái sức trẻ, còn cái sự phấn khởi, còn cái sự sáng tạo. Còn cái anh bên đây tầm 30 mấy tuổi rồi, cái tuổi này là cái tuổi phải lo cơm áo gạo tiền dữ lắm, cho nên là em nghĩ là thường phải tuổi trẻ. Với lại như cái Quốc Khánh nói, khi trồng chuối và cái bảng của cái xe này nó bự lắm chứ không phải vừa đâu. Cái này là nó phải kiểu như anh nghĩ là nó phải bám vô cái gì, phải bấu vô á. Chương trình đưa ra một anh bên đây á, cái xe rất là màu mè, kiểu mà giống như là dân chơi chuyên nghiệp, dân chơi thứ thiệt. Còn cái xe bên đây rất là đơn giản, tại sao lại như vậy? Em thắc mắc cái điều đó cho nên em chọn cái xe đơn giản. Chương trình đưa ngẫu nhiên thôi. Không, hai đứa về nhà cái lộn sao? Kết quả của chương trình sẽ có sau vài phút giải lao. Chào mừng quý vị khán giả
đã quay lại với chương trình Siêu Bất Ngờ. Và kết quả của chúng tôi như sau. Thưa quý vị, vị trí chính xác đứng ở con số... Vị trí chính xác là vị trí số tôi hoài một. Em đã lừa chị thành công rồi. Cái này nóng lên hay cái bánh bao vậy? Khi thưa quý vị, như vậy là Puka và Diên Tuất Kiệt mỗi người sẽ mang về 2.500.000 đồng. Em giới thiệu về bản thân mình nhé. Dạ, em tên là Nguyễn Huy Khang, 20 tuổi, đang sinh viên. Em có liên quan gì tới cái chơi cái này không? Dạ, em là tập thể thao đường phố nhưng mà là môn chơi bước cao chứ không phải là xe công bằng. Hoàng Chi, người đàn ông bí ẩn này, bạn lai. Mình là Phạm Phước Hưng, huấn luyện viên thể dục dụng cụ. Đây là Hưng, cái người mà gặp rất nhiều lần trong những chương trình tài năng. Bây giờ mình đã làm cho nhiều bạn biến thành công chúa hoàng tử bọt hết rồi. Bây giờ Hưng sẽ bù lại bằng việc biểu diễn được không ạ? Vâng, yeah. Được ạ. Chuột kìa Khánh ơi, chuột. Ôi khỏe lắm, tay khỏe lắm. Ôi cái tay. Cho coi giúp coi. Bự lắm chị ơi, bự lắm. Cái gì bự? Chuột. Cái con chuột anh bự lắm. Ôi, ngầu lắm á nha chị nha. Cái này lâu chưa? Cái này em chơi được 4 năm rồi. Cho Harry hỏi là cái ý tưởng mà chơi cái này là từ đâu ra? Trượt bằng chân thì thấy nó dễ rồi. Hôm đấy đang trồng cây chuối, đang thử nghĩ xem mà có thể làm được gì không? Giữ được không? Thế là chơi luôn. Vâng, thế là chơi luôn. Nghệ sĩ chơi cũng giỏi lắm. Mời đứng qua bên. Ghi. Dạ. Em ơi, em trồng cây chuối lên giống vậy hả? À, không, em đi bình thường là anh vui rồi. Không được nhờ người khác. Không được nhờ người khác. Đó. À. Rồi chạy em vào đi con. Ê đi được chưa bộ? Hơi luôn. Hả đi chơi cái nào? Dạ chị không thử đi chị. Dạ không chị không có nhu cầu. Đi vậy thường. Bây giờ Phước sẽ đi khác thường. Là sao anh? Là ngồi. Không, vỗ tay đồng nhiệt sẽ thấy. Cái này mới đỉnh nè chị Như ơi. Đâu tả coi. Quay ngược lại đi rồi lùi. Quay ngược lại đi lùi. Dạ. Eo 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 eo. Ồ. Ui. Được rồi đi được rồi. Rồi wow. Vô ngon. Vô nữa. Xuất sắc. Trời đi lùi mà còn dở bàn tay đi lên nữa chị. Thôi đủ rồi. Yeah.
chị về chị coi được cái gì quá hay quá, đỡ một tay nữa. Thưa quý vị, xin dặn quý vị luôn, các cháu ơi, ở nhà mình đi cái chân được rồi, người ta là thầy giáo, người ta là chuyên nghiệp bao nhiêu năm trời người ta mới tập được, còn mình đi chạy vòng vòng ngoài sân vườn là ok rồi. Anh xin chúc cho Phước Hưng cũng như gia đình công việc nó suôn sẻ và sức khỏe bình an. Cái gì? Do là ở đây là dòng đặc biệt cho nên các bạn vẫn có thể quay mặt với sân khấu và nhìn được tài năng của chúng tôi là 4 người nhé. Bây giờ Harry sẽ công bố cái số tiền của các bạn và các bạn muốn gược thì các bạn giơ cái thiên thần hộ mình nha. 50% giá trị tiền thưởng. Số tiền của các bạn như sau: Quốc Khánh và Puka mỗi người 5.820.000 đồng. Diên Tú Kiệt 6.660.000 đồng. Wow, tôi nhiều vậy. Khả Như 1.660.000 đồng. Và không có. Không có là gì chị? Không, tôi có tên mà. Đọc tên. Hữu Tính không có tồn tại ở đây. Bốn người mình có quyền đặt cược, riêng Hữu Tính ngồi xem thôi. Lát nữa hên thì trúng thưởng, không có thôi. Và trước khi đặt cược sẽ đọc cái tiêu đề. Trước khi đọc tiêu đề sẽ cho gặp 5 chàng trai lực lượng để lựa chọn. Xin mời. Xin lựa chọn người sẽ đứng trước mình. Khả Như trước đi. Hải về đây chị Hải. Buka. Em chọn anh Phương của em. Hoàng Phương. Dạ. Rồi còn lại. Chọn anh Nguyễn Thiện Thuật đi. Em chọn Việt. Em của em. Ngô Việt. Rồi mình là Đức Lợi, không được quyền lựa chọn. Cảm ơn các bạn, xin mời. Bây giờ chúng ta nghe cái tiêu đề tài năng xuất hiện, sau đó có quyền đặt cược hay là không. Tiêu đề của chúng tôi là màn trình diễn nhào lộn qua vòng. Đặt cược đi Jin, sẽ được 12 triệu mấy, 13 triệu. Rồi, như vậy là Jin đặt cược 50%, Buka 50%. Ôi, mới cầm lên, ôi, mới cầm lên. Cầm là đặt, Quốc Khánh đặt luôn, Khả Như. Rồi, như vậy là tất cả đều đặt cược, Hữu Tính không có quyền đó. Mời đi, mời đi nào. Kính thưa quý vị, bây giờ đi sẽ xin giới thiệu tài năng của chúng tôi. Màn trình diễn nhào lộn qua vòng, xin mời. Thêm đi, thêm đi. Ông kia đâu vậy? Ông kia đâu vậy? Ông kia đâu vậy? Lên. Rồi, lên. Đi hướng này, hướng này. Rồi. À, lội diện, lội diện, lội diện. Đây là một nhóm nhào lộn qua vòng. Bây giờ mời số 1 giới thiệu trước nào. Nhào lộn là chuyện bình thường, ai cũng làm được. Nhưng đối với tôi không thích làm những điều bình thường. Anh nhào lộn phải nhào qua vòng cao, muốn xứng đáng là một ngôi sao. Tôi chính là người biểu diễn nhào lộn qua vòng. Bạn là ai? Nói về sự nhanh nhẹn, dẻo dai và uyển chuyển, ở đây chắc chắn không ai có thể sánh bằng tôi. Tôi mới chính là người biểu diễn nhào lộn qua vòng. Xin mời. Nhào lộn qua vòng cao là một màn trình diễn rất nguy hiểm. Nhưng đối với tôi thì không sao, vì tôi là quả bóng màu vàng. Vòng cao tôi lộn dễ dàng như chơi. Tôi chính là người biểu diễn nhào lộn qua vòng cao. Xin cảm ơn. Bạn số 4 ạ. Anh có biết biểu diễn nhào lộn bay qua dòng lửa không? Biết. Nhưng mày không biết. Em chỉ biết biểu diễn nhào lộn bay qua dòng cao mà thôi. Bởi vì em chính là người biểu diễn tiết mục nhào lộn bay qua dòng cao. Chúng ta sẽ đi tìm người giả trong nhóm thật. Thật. Có một người trong đây là giả, hãy tìm ra cậu ấy. Em xin hỏi vị trí số 4 ạ. Dạ. Tiêu chuẩn để một người mà có thể nhào lộn với số ký nó tầm khoảng bao nhiêu và chiều cao khoảng bao nhiêu là lý tưởng nhất? Tầm 1m6 ạ. Tầm 1m6 trở lên hả? Vâng. Là nhào lộn 1m6 mới được chơi. Cái gì à? Anh được chơi không? Ủa, bây giờ cho anh hỏi cái giới hạn, cái người ngồi đoán á là mét mấy được đoán ta? Là mét 4 được đoán rồi anh tính. À, vậy còn được chơi. Bạn số 4 có thể thọc luôn cái tay ra ngoài được không ạ? Các bạn thường hay đi diễn ở đâu? Diễn cái nhào lộn vòng cao á. Diễn ở đâu? Em có thể diễn được, sẽ diễn hết. Bạn số 1, bạn học trường gì ra vậy? Em học trường... Không biết. Biết rồi nha. Bạn số 2 ơi, thường cái vòng mình cao á là cao khoảng bao nhiêu? Trung bình từ 1m5 tới 1m6 à. Một cái vòng thì bán kính của mình là bao nhiêu? Bán kính thì em cũng không rõ. Em ơi, em luyện bao nhiêu năm rồi? Tầm được 3 năm. Là em học năm em mấy tuổi? Dạ, năm em 15.
Em muốn hỏi số 3. Tại vì số 3 nãy giờ là rất là khác biệt so với tất cả những bạn còn lại. Tức là những bạn còn lại rất là tập trung khi mà nghe câu hỏi, nhưng mà số 3 thì hơi là lúng túng. Số 3 là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 20 à. Hôm nay em có rung không? Dạ có. Rồi ráng lên. Mà cho hai đi hỏi là bây giờ cái vòng đó là cao cỡ nào vậy số 3? Tính cái vòng cao nhất thì 1m6 à. Mét 6. Để tụi em bay qua là mét 6 là nhất. Tính ở cái đường tròn ở dưới hay đường tròn ở trên? Đường tròn ở dưới anh. Rồi mời đứng dậy. Mời nam chàng trai lực lượng vào vị trí. Ồ, cái gì vậy? Cái gì vậy? Có cái gì vậy? Hải ơi, bây giờ chị biết cái anh đang đậu đây chốt vô đây cho em vừa lòng Hải ơi. Gánh thằng đông kìa Buka. Trời ơi, cái gánh của em mới nhiều nhất cơ mọi người. Nam chàng còn lại để lựa chọn. 5 5 4 4 3 2 1 Lên. Số mấy? Một số thôi. Vì sao tất cả đều chọn số 4? Đơn giản nhìn cái quần thôi là mọi người đã thấy số 4 khác với ba cái quần còn lại rồi. Nhưng tất cả mọi người đều mặc quần ống túm và riêng số 4 là mặc quần quần tay, ống suông. Và đôi giày nữa hả? Đôi giày, giày. Khác luôn. Em nghe anh Tính với lại chị Bu hỏi số 4 thì cái cách số 4 là cái cách là đang cố gắng trả lời đã đúng, cho nên em nghĩ là 70% số 4 là không phải là người chơi chuyên nghiệp. Là nếu như mọi người để ý cái người mà trình diễn siết hay là tất cả mọi thứ họ thường sẽ không đeo phụ kiện. Riêng cái số 1 á họ đeo cái chiếc vòng. Vậy sao không chọn? Nhưng mà tại vì tất cả mọi người chọn số 4 nên em chọn số 4. Lát nữa anh biểu diễn em sẽ cởi cái vòng ra. Thầy giải siết của em á đeo đồng hồ vòng lắc đồ nhiều lắm chị. Một phần em nghĩ á là những người chuyên nghiệp á khi mà ra thường là ta hay đứng vậy nè, đứng rất là banh hàng ngang cái chân ra. Còn bạn số 4 đứng chúm chím vậy nè. Em nghĩ là không có đâu chị, đấy. Cả ba người số 4, số 3, số 1 đều đứng như thế này. Chỉ riêng số 2 là đứng như thế này thôi. Diễn viên siết á thì cái thể lực họ phải có, cái đặc biệt là mình phải bay lộn ở trên không nữa thì bắt buộc họ phải có cơ một chút xíu. Cái chân số 4 rất nhỏ, không thể nào. Với lại bạn số 4 khi mà nói chuyện giống kiểu mà bạn là sinh viên trường sân khấu dạng vậy đó. Cách nói chuyện mới vừa giới thiệu ở trên sân khấu mọi người có thể thấy liền là sao ba ông còn lại quá khỏe. Tại vì diễn viên siết họ quá khỏe cho nên họ để thả lỏng, họ bình thường. Nói chung là họ thoải mái, còn bạn số 4 lúc nào cũng vậy. Rồi, đó là lý luận của các bạn. Thưa quý vị, họ đã chọn số 4. Chúng tôi ước mong rằng 1, 2, 3 mới là kết quả. Kết quả sẽ có sau vài phút giải lao. Trời ơi. Quay lại với chương trình siêu bất ngờ và kết quả của chúng tôi như sau. Bây giờ bắt đầu hỏi số 1. Bạn tên là gì ạ? Em tên là Hải. Bạn là ai? Dạ em là học sinh. Bạn có phải là người nhào lộn qua vòng sắt hay không? Không. Trời ơi, không phải hả? Thấy vòng chưa? Vòng ngược vòng lại. Là qua vòng sắt nhào lộn lại em hả hay sao? Dạ. Yeah. Khoan vỡ mừng. À quên, còn 3 người nữa. Mình sẽ hỏi bạn số 3. Bạn tên là gì? Dạ em là Nguyễn Khánh. Bạn là người nhào lộn qua vòng sắt đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng. Đúng luôn. Bạn này đúng á, rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Bạn này là phải vận động rồi. Cái bộ quá. Cho em. Lạnh ngắt. À lạnh là luôn là giả đó, anh là giả chân đó. Em muốn đổi. Sao muốn đổi quá thiệt á. Anh đổi đi nữa, giờ đổi được. Đúng rồi. Tôi là chân rành, tôi không bao giờ muốn 15 giờ ở lại với chương trình. 5 giây, 5, 4, hỏi hả? 3, 2, hỏi 1, hãy dừng số rồi, 2, 3, chưa? Số 2, tính chọn số 2. Cho dù em có sai á, thì đàn ông mà chịu quyết định với cái sai của mình đi. Ủa vậy em đang okay. Nói à? Man. Hey. Ok, sai rồi thôi. Nếu số 2 là người không chính xác, Hữu Tính một mình mang về 15 triệu đồng. Thôi bị được đó anh ơi. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Lánh. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em vừa 18. 18 tuổi, đang đi học trường gì? Trường Cao đẳng Công thương ạ. Hãy cho chúng tôi biết bạn có phải là người biểu diễn siết nhảy qua vòng sắt hay không? Chính là em ạ. Xin lỗi anh. Thiệt không? Thiệt không em? Thiệt không? Em nói rồi là anh
Hữu Tín không có tồn tại tại cái chương trình này. Tội nghiệp anh, thương quá. Hữu Tín đã lọt vào top những người chưa thắng vòng nào. Anh biết sao không? Tính em chơi vui thôi chứ thắng thua em không thích. Thôi gửi lại tiền chương trình á. Bốn người còn lại được chia đều 15 triệu đồng. Xin chúc mừng. Anh Bảy nhìn là biết anh Bảy, anh đi giả dạng gì anh hồ. Bước ra là tôi biết anh là chạo rồi. Em cũng nhìn là biết liền luôn á. Tên gì cưng? Dạ em tên Hào. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 15 tuổi ạ. À, hẹn gì đang học gì cưng? Hiện tại là bữa nay học là học sinh cấp 2 bình thường ạ. Như vậy là mỗi người chính xác mang về 3.750.000. Xin chúc mừng. Và những người đặt cược thì được thêm 50% số tiền mình đã có sau vòng 4. Biểu diễn nào, vỗ tay, nông duyên. Yeah, yeah. Bạn số 4 kìa. Đâu ra. Wow. Wow. Đúng là phải có sức khỏe và chiều cao vừa phải và cái ký cũng vừa phải. Đúng. Bây giờ cho Harry hỏi là đi trường nhóm là ai ạ? Đây. Em tên gì vậy? Dạ em tên là Nguyễn Lánh ạ. Mình có phải học bên trường xiếc không? Chỉ là học một lớp xiếc nhỏ ở trường làng may mắn thôi ạ. Chứ không phải là trường lớp đàng hoàng ra. Tụi em là ở trong một cái mái ấm tình thương. Nên là mẹ thuê thầy ở đoàn xiếc thành phố về để rèn luyện cho tụi em có thêm sức khỏe. À. Bây giờ mình nói rõ ràng nè, về độ chuyên nghiệp thì không bằng mấy ông thầy dạy tụi con được, nhưng mà cái sự dễ thương là rất nhiều. Rất quá dễ thương luôn. Đáng yêu. Nó chạy tới rồi nó nắm tay nhau rồi nó bồng bế nhau rất em là thích, dễ thương. Em thấy là bốn người qua xong rồi cái ngồi lên rất là dễ thương. Có cái sự mà tập thể gắn kết với nhau nhìn thấy cưng dễ sợ. Vui quá.
Mà tụi em có đi diễn không? Ít lắm, dạ. Tại vì tụi em ở trong nhà, tụi em cũng có xen lẫn giữa việc đi học văn hóa nữa. Vậy thì tụi em có quyết định là đây là cái nghề của tụi em hay là tập để cho có cái sức khỏe thôi? Dạ thì ban đầu tụi em cũng chỉ tập với mục đích là để tăng cường sức khỏe của mình thôi. Nhưng mà sau này thì tụi em cảm thấy tụi em tập thì nó dần tốt lên và tụi em đi biểu diễn được. Tụi em cũng có kiếm được một ít thu nhập. Dạ. Ngày hôm nay đặc biệt là biểu diễn cho các anh chị nghệ sĩ coi đúng không? Mình cũng máu lửa, anh thấy là rất là mệt rồi. Thôi ngừng chút xíu đi, không, chơi luôn. Quá dễ thương. Tụi em rất là vinh dự vì đã được đứng ở đây biểu diễn cho các anh chị nghệ sĩ xem. Ồ, dễ thương. Rồi bây giờ vậy nè, em có muốn nghệ sĩ nào đó phóng một cái cho em coi không? Nếu mà có thể à. Chắc là cho người may mắn nhất đêm nay đi anh Hữu Tính. Đúng rồi. Cao hả? Anh Tính ơi, là tài giang luôn. Bây giờ mới có tồn tại nè, đây này. Giá trị tồn tại. Tính ơi, nào. Lên anh, lên anh đứng đó anh nè, xem nè, chạy đi đây. Anh Tính đi tới ở, anh Tính đi tới đâu tuyết tới đó. Phóng qua. Bây giờ mình thử cái giọng dưới cuối trước nè. Mình bỏ giọng dưới anh. Mọi người tập trung nha. 1, 2, 3. Hay quá Tính tuổi. Chơi anh Tí, anh Tính, chơi anh Tí. Ở trên giữa, ở giữa anh ơi, giữa. Em dừng cuộc chơi. Cảm ơn anh. Em bảo bạn số điểm. Là hồi nãy nhảy qua tới trên này ha. Đúng dạ. Rồi. Phải về coi lại chương trình anh ơi. Anh Tính ơi, mà không những nhảy mà này còn xoay được nữa nha. Nè. Đó. Dạ qua thử xin anh Tính. Vô lên Tính ơi. Tuyệt vời anh Tính ơi. Giỡn hoài. Yeah. Tiếp anh, tiếp cái nữa anh. Thôi được rồi. Chúc các em càng nhiều sức khỏe và đạt được nhiều ước mơ trong cuộc sống. Em cảm ơn. Chúc cho tụi em sau này sẽ phát triển hơn nữa trong sự nghiệp. Và chúng ta sẽ có một cái cuộc sống ổn định hơn và tốt đẹp hơn. Như chúc cho các em là dù làm gì, ở đâu, với ai cũng sẽ luôn hạnh phúc. Chúc cho các em sẽ luôn luôn sống với đam mê của mình, sống với cái môn mà mình đã lựa chọn và luôn có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh rất nhiều. Chị chúc cho các em muốn gì cũng được và luôn luôn sống khỏe, sống vui. Dạ, cảm ơn. Chúc cho tất cả mọi người ở đây thì trong cuộc sống sắp tới sẽ gặp lại nhiều may mắn. Anh thấy tụi em làm gì anh cảm thấy rất là cố gắng, anh thương lắm. Cho nên là anh nghĩ là anh sẽ lấy tiền thưởng của anh sẽ tặng cho mỗi bạn 1 triệu. Gọi là anh em đi ăn uống với nhau ha. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Ok. Chị chỉ cần là mong chúc em có tương lai tốt đẹp hơn. Và các em ơi, hoàn thiện. Cảm ơn chị. Cố lên. Vỗ tay. Các bạn đã đến với chương trình, vỗ tay vì điều đó. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Như vậy là 5 vòng của chúng tôi đã xong xuôi hết rồi. Và bây giờ thì xin mời mọi người lên sân khấu ạ. Ngay bây giờ là số tiền thưởng của mỗi người chơi. Kính thưa quý vị, Quốc Khánh và Puka mỗi người sẽ nhận được là 12.480.000 đồng. Và Jin Túc Kiệt tổng cộng là 13.740.000 đồng. Nhiều quá. Mấy năm. Thả Như 6.240.000 đồng. Ngày hôm nay chỉ có 4 người chơi thôi. Dạ, chỉ có 4 người chơi thôi. Ủa, cứ đọc cái kệ, em cũng có chơi mà. Mời đọc. Anh Hữu Tính. Xong. Dạ. Hay. Anh Hữu Tính. Em thấy cái tên Hữu Tính của anh á, chữ HT nó là hết thở á. Còn hơi sức nào để có thể thở được nữa. HT là hết tiền. Ngày hôm nay cảm ơn các em đã chơi quá vui. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Siêu Bất Ngờ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Ngọc Thảo, Nam Thư và Phương Lan.
Thưa quý vị, họ cùng đến cùng một nơi, cùng hoạt động nghệ thuật ở trong một cái xóm trọ. Thì kế bên xóm họ có những chàng trai mà họ không hài lòng. Xin mời Hoàng Phi và anh Tú. Tay trong tay. Tú, nha. Ủa, Tú, anh. Đừng có như vậy nha. Xóm mình ơi, xóm mình bớt nhiều chuyện lan chút nha. Thật ra bữa đó tôi với lại Tú cá với nhau là thằng nào thua thì vô dọn toilet. Tú thì dọn toilet, không dọn đâu.